Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ từ một thương hiệu đá quý, đó là Harry Winston. Harry Winston vốn là một thương hiệu đá quý đã có tuổi đời rất là lâu, nhưng mà mới chỉ trong thời gian gần đây. Chính xác là từ năm 1989 thì họ bắt đầu sản xuất đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này nằm trong bộ sưu tập Premier, là bộ sưu tập đầu tiên của hãng. Chiếc đồng hồ trên tay tôi thì có tên chính xác là Harry Winston Premier Excenter Time Zone, được sản xuất năm 2011. Bộ sưu tập Premier nổi bật nhất với thiết kế bộ vỏ đồng hồ có 3 mái vòm ở phần càng nối dây. Đây, các bạn có thể thấy ở đây thì 3 cái mái vòm này tượng trưng cho cửa hàng của thương hiệu được đặt tại New York. Phần đốm chỉnh giờ được thiết kế dạng khía và có khắc logo của thương hiệu. Ở nút 8 giờ chúng ta có một cái nút nhỏ đây, dùng để chỉnh giờ GMT. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát mặt sau của chiếc đồng hồ. Như các bạn đã thấy, mặt sau của đồng hồ được sử dụng lớp kính sapphire để lộ bộ máy với con tay bên trong. Và trên vành mặt sau thì chúng ta có thể thấy nhiều thông tin như là tên thương hiệu đây. Đây là số rep của chiếc đồng hồ, số phiên bản giới hạn và số series. Cùng với đó là dấu Swissmade, là được sản xuất tại Thụy Sĩ. Nếu chú ý hơn thì các bạn có thể thấy nhiều dấu chuyện được khắc ở phía trên phần tay càng nối dây này. Do cái những dấu chuyện này rất là nhỏ nên chúng tôi sẽ zoom lại cho các bạn để có thể quan sát kỹ hơn. Chiếc đồng hồ sử dụng bộ dây da cá sấu màu đen, đi kèm với đó là khóa gập. Và tất nhiên là trên khóa gập thì cũng có tên thương hiệu Harry Winston được khắc ở đây. Các bạn thấy đây. Tiếp đến là phần mặt số chiếc đồng hồ. Mặt số thì sử dụng rất nhiều phương pháp hoàn thiện khác nhau, như là đường sước mờ ở phần trung tâm, lệch phía bên tay phải là mặt số chỉ giờ và phút, được hoàn thiện theo hai phương pháp. Ở phần màu trắng bên ngoài được hoàn thiện sước mờ. Phần bên trong thì sử dụng những đường vân tròn đồng tâm. Và phía bên tay trái này là một vòng cung chỉ múi giờ thứ hai. Thì điểm đặc biệt của cái vòng cung này là Harry Winston đã sử dụng kim retrograde thay vì kim thông thường. Kim thông thường thì người ta thường gọi là kim analog. Nếu các bạn chưa biết kim retrograde là gì thì các bạn để có thể xem lại cái video mà chúng tôi đã làm từ trước, đó là video review chiếc đồng hồ Longines retrograde. Các bạn có thể tìm thấy trong phần description ở dưới. Ở phía 12 giờ chúng ta có một bộ hiển thị thời lượng cót còn lại. Chiếc đồng hồ lên cót tay này đặc biệt là có thời lượng cót lên tới 5 ngày. Ở phía 6 giờ thì chúng ta có một cửa sổ chỉnh ngày. Và điểm đặc biệt của cửa sổ chỉnh ngày này nó được trang bị thêm một lớp mặt kính lúp, nhưng mà không phải mặt kính lúp lồi lên trên như là kính cyclops của Rolex, mà thay vào đó là mặt kính lúp này được đặt bên trong mặt số. Và đặc biệt thì tôi thích cái mặt kính lúp đặt trong mặt số hơn là mặt kính lồi của Rolex. Một điểm đặc biệt khác trên chiếc đồng hồ đó chính là mặt số hiển thị ngày đêm ở phía dưới mặt số chỉ giờ. Bởi vì mặt số này được hiển thị ban ngày là mặt trời và ban đêm thì là mặt trăng. Nhiều người nhìn cái phần mặt trăng này họ lại tưởng đây là tính năng lịch tuần trăng, nhưng không phải, đây là tính năng chỉ ngày và đêm cho mặt số ở phía trên này. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ GMT của phía phần mặt số phía bên tay trái này. Thì tính năng GMT thì cũng giống như tất cả các tính năng GMT khác trên những chiếc đồng hồ khác thôi, để chỉ một múi giờ thứ hai. Ví dụ như là bây giờ ở Hà Nội đang là 10 giờ 10 phút và tôi muốn múi giờ thứ hai, tôi muốn biết giờ của New York chẳng hạn. New York thì sẽ lệch với cả Hà Nội là 10 tiếng, 12 tiếng. Chúng ta phải vặn cái này ra để chỉnh. Thiết kế này rất là thông minh của Harry Winston, bởi vì khi bạn đã chọn được múi giờ thứ hai thì bạn sẽ không muốn cái múi giờ này vô tình thay đổi, nên chúng ta sau khi chọn xong chúng ta sẽ vặn lại chặt vào để cố định cái nút chỉnh này. Bởi vì New York thì cách Hà Nội 12 tiếng nên bây giờ đang là 10 giờ sáng của Hà Nội thì New York sẽ là 10 giờ tối, và tôi sẽ bấm đến mức 10 giờ tối. Vâng, mặt số này đã hiển thị 22 giờ tương đương với cả 10 giờ tối tại New York, thì tôi sẽ cố định cái nút góc 8 giờ này vào. Vâng, ok, thế bây giờ
cái mặt số bên tay trái này sẽ luôn luôn chạy lệch với cả mặt số bên tay phải một khoảng thời gian là 12 giờ, tương ứng với cả thời gian bên tay phải sẽ là Hà Nội và bên tay trái là New York. Và bây giờ thì tôi sẽ chỉnh giờ chính ở phần này. Bởi vì đây là chiếc đồng hồ lên có tay nên là việc thao tác lên có tay cũng được thực hiện qua đúng chỉnh giờ. Các bạn chỉ cần việc vặn chặt lên, vặn lên để lên cót. Và các bạn có thể thấy trong lúc tôi vặn lên thì cái kim ở đây nó cũng sẽ di chuyển. Đó là mức đầu tiên. Mức thứ hai chúng ta sẽ rút nhẹ ra để chỉnh ngày. Một nấc. Vâng. Đó là chức năng nhảy ngày. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ rút ra một lần nữa để chỉnh giờ. Bởi vì tôi đã chỉnh múi giờ thứ hai trước rồi nên tôi có xoay cái kim này như thế nào chăng nữa thì cái kim retrograde bên này cũng vẫn sẽ hoạt động lệch 12 tiếng so với đồng hồ chính. Và tiếp đến thì Harry Winston sử dụng một máy rất là tuyệt vời và được trang trí khá là tỉ mỉ. Các bạn có thể thấy rất nhiều chi tiết được trang trí khác nhau, như là những cái bánh răng thì được trải tia và giữa mỗi bánh răng thì đều có một đinh ốc xanh. Thực ra là tất cả những cái đinh ốc trên cầu nối hay là chúng ta có thể nhìn thấy đều là đinh ốc xanh cả. Mỗi cái chân kính nhỏ này trên mặt cầu nối thì đều được bao bọc bằng vàng. Bánh xe cân bằng ở đây thì được dùng một bộ giảm sốc. Phần cầu nối thì được trang trí bởi những đường vân sọc Gotex Designer. Và tôi đặc biệt thì rất là thích cái đường cắt cầu nối ở đây, các bạn có thể thấy ở đây. Một đường cắt khá là nghệ thuật. Và đặc biệt hơn thì họ còn khoét một cái lỗ tròn ở đây để khoe ra cái đinh ốc bên trong. Thì tôi khá là thích cái chi tiết này. Thì như tôi đã nói ở video so sánh hai chiếc Omega lần trước thì bộ máy lên có tay và bộ máy tự động sẽ có hai điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Điểm quan trọng nhất của bộ máy lên có tay là chúng ta có thể quan sát được từng chi tiết chuyển động bộ máy bên trong. Đây tôi có thể ví dụ các bạn, khi tôi lên cót ở đây, khi tôi lên cót như thế này, các bạn có thể thấy từng cái bánh răng di chuyển và từng cái phần trên là phần neo lại giúp cho cái bánh răng chỉ quay theo một chiều và không theo chiều ngược lại, giúp dây cót chỉ có thể lên nhưng không xả được dây cót ra ngoài, nghĩa là dây cót chỉ có thể nén lại và sẽ xả từ từ chứ không phải là xả một lúc hết. Và bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc Harry Winston này cho các bạn thể xem. Như các bạn có thể thấy thì với cổ tay tôi 16,5 cm thì phần càng nối dây sẽ hơi bị chờm ra ngoài một chút xíu. Đây, nếu nhìn thẳng thì phần càng nối dây sẽ hơi chờm ra ngoài. Nhưng thực ra là về kích cỡ như này thì cũng khá là phù hợp và không phải là quá lớn so với cổ tay của tôi. Và cổ tay tôi đeo thì hoàn toàn là phù hợp. Phần khóa thì chúng ta có thể thấy là được hoàn thiện khá là tỉ mỉ. Riêng cái phần khóa, từ khóa thì được đánh bóng nhưng riêng của chữ HW là viết tắt của Harry Winston thì lại được hoàn thiện sức mờ, tạo nên điểm nhấn khá thú vị. Mẫu đồng hồ Harry Winston Excenter Time Zone hiện đang được bán với mức giá chính hãng là 31.900 USD. Nhưng tất nhiên là đến với Gia Bảo Luxury thì các bạn có thể có được mức giá chiết khấu hợp lý hơn rất là nhiều. Và để biết thêm chi tiết thì các bạn hãy tham khảo website gia bảo luxury.com để có thể biết thêm về chiếc đồng hồ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.